Chiều nay, câu lạc bộ Bình Định đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền đạo Romario từ câu lạc bộ Hà Nội. Tiền đạo người Jamaica sẽ là ngoại binh thứ hai của đội bóng đất võ ở V-League 2021 sau trung vệ Albon Kion từ câu lạc bộ Sài Gòn. Tới với câu lạc bộ Bình Định, Romario sẽ tái ngộ với người thầy cũ tại câu lạc bộ Thanh Hóa là huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, cùng hàng loạt những đồng đội cũ khác tại đội bóng xứ Thanh như Đinh Tiến Thành, Phạm Văn Nam hay Lê Thanh Bình. Mùa giải vừa qua, tiền đạo 26 tuổi ghi được 12 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội và là chân sút tốt nhất ở V-League 2020.